Ai mai te. Ni pot. Nó ta cứ xong pot. Na nó miên pot đây. Nè nè nè. Nè. Giờ đi xuống lấy lấy rau. Một chín gấu kêu xuống chở rau. Bữa nay cứ mấy đồng. Bữa nay cứ năm. Chín gấu rồi nha bà con. Đó, chín gấu đang đạp xe đạp á. Đâu về vậy? Chở ăn chiến rồi. Bữa nay bắp không vậy? Bỏ xuống khóm hả? Cũng được hai xe chủ yếu là bắp với củ hoa, còn cái này là rau thơm, củ hoa với bắp đâu 6-7 bịch vậy. Không có gạo, không có mì thì thôi có rau cho bà con cũng được. Chiều nay rau bữa nay là phát cho ở trong Phnom Penh với Toàn. Hôm qua cho Phnom Penh được một khúc rồi, còn là trên 100 kg. Củ hoa bao nhiêu? Củ hoa được 35 kg. Bắp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bắp không 70 kg. Rau thơm, rau muống. Gì nữa Nguyệt, có gì nữa không? Với rau thơm với rau muống nè. Bữa nay bắp là chủ yếu, bắp nhiều nhất. Bắp nhiều nhất từ tới hôm qua. Còn bịch không? Ăn hôm qua chỉ nhiều cho khổ nó qua đi. Rau thơm không à? Rau thơm đi với rau muống này. Này nói chung thì cứ cho hết cho rau với bá này. Bắp cũng bỏ vô, cũng bỏ rau thơm vô luôn. Xả nữa rồi. Cái này kẹo nè. Mua kẹo sẵn để phát cho rồi cái lúc mình đi phát bánh mì á, phát kẹo cho mấy đứa nhỏ nè. Rồi 12 bịch. Ngày phát cơm, phát kẹo, phát bánh mì á, là phát hết một bịch. Sau khi chưa cặp xong, trước khi uống bia, họ chuyển tay nhau rót một ly đầy rượu, chuối hột, bắt cắp, bê ích uống cạn để tăng. Rồi lại bao rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mắm, hủ hoa, rau thơm. Bịch vậy chắc cũng 2-3 ký, 2 ký. Cô Mười đánh giá bịch là cỡ 20.000 đó bà con. Rồi con Mười đi chợ, con Mười biết. Qua cho trong này được hai xóm, còn xóm bữa nay cho cái xóm đó xong rồi mình chở đi qua Grand Cru, cái xóm Grand Cru cũng xóm nghèo nữa, rồi cho toàn. Anh mới sử dụng chơi chứ anh lý anh lớn cái này trong đi đặng khổ người ta cái trong bán đôi cái này đây pot đây ngày nay miền là pot này vô khổ đi vô khổ mà ăn thăng đấy đôi cái này pot muốn cái nào đôi cái này nè. Vô vô phốt mỗi hũ qua mày vô vô ăn giúp tới nè. Vô một nếm mau ai sủa nè. Bà đạch biết đấy nè, tiền khăn mà biết đạch vậy. Tại giờ em mình vô ăn tà lơ, mình vô ăn tà khó nổi. Bà ăn chứ, bà hổ tà cái lái bê tình yế. Cái lái xua xua là phổng thơ đi. Mấy bà lái, mình ăn ăn mầm bà lái. Bà lái nó cái đá cục hô vay. Phân chết đấy. Bà lai nói trong ba bà lai. Vô ớt ớt vô tới đây nè. Ta ấy vô thơ ấy, nè ai vô? Nè ai cha lại? Nè vô một tháng phí nè ta này ra nè. Chị ai mạch đi. Nè có miếng tốt đây. Nè nè nè. Nè. Chị ai con này chênh mà. Nè nè nè. Ừ, chẳng có bán nè.
Nó có miếng bột đây. Cho mật hóng đây này. Tha nó có miếng bột đây chắc là mơ bỏ kê ấy. Vì nè nắng ơi. Hô bỏ đó đi. Vì ông mùi tới chạy cái này là vì nè phụ mạ phát mùi cái này. Nhưng mình hô bị nát. Anh hô hay chăng? Tinh của nó. Anh tinh thưa ấy. Anh mà áo anh sống mà nè. Đó chạy cái hướng lụa rất mạnh tầm lâu. Còn lụa cho phú phì nè nó khát đấy à. Nè ạt trên anh phóng đi đò phì nè tiết thay. Thay nè đờ nó ngó bắt đấy. Chú phải lại ấy. Hả? Chú mà mới vô phải lại ạ. Mưa mưa miền đầm rẻ bột à khá miền tờ cuốn chứ mình đang thong na đấy đang bán đấy nè chứ ấy không hả chắc ấy. Vô ăn. Hả? Anh miên tích anh ao kia nè, trò chưa kia nè. Trời lươn. Cái ăn đi đó. Lươn lươn lươn. Nghe vậy, vô từ nơi ao kia nè, xem chứ. Vô ơi chai. Anh vô ơi. Anh miên thôi mấy vô vô ơi ơi bên nè. Ờ phi nè. Ê gì? Gì? Ôn nè. Ngày muốn khi mà xong phụ ông khi mà nó. Chào Bram. Ừ. Anh miên.